thương mại Việt Nam Trung Quốc 10 tháng đạt gần 148 tỷ đô la Mỹ. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam Trung Quốc ngày càng phát triển ổn định và đi vào chiều sâu. 10 tháng 2022, thương mại hai chiều đạt 147,7 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam nhập siêu 53,7 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Công Thương, việc thực hiện cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Trung Quốc, đến nay, Trung Quốc đã giảm thuế cho hơn 8.000 mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có nông sản, trái cây tươi, mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn này. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 năm 2022 ước đạt 30,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với một số mặt hàng nông sản của Việt Nam. Nhiều sản phẩm, ngành hàng của Việt Nam có thế mạnh khi tham gia xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán với phía Trung Quốc mở cửa thị trường cho nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, qua đó càng tạo điều kiện hơn cho hàng hóa, nhất là hàng nông thủy sản của Việt Nam thâm nhập thị trường hơn 1,4 tỷ dân này.